thêm một vụ việc xâm hại tình dục trẻ em gây phẫn nộ trong dư luận vừa xảy ra tại xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Vào ngày 23 tháng 8, lợi dụng được thuê làm thợ sơn nhà anh TDT, đối tượng Nguyễn Văn Quang đã đưa bé hát, con gái anh T sinh năm 2008 vào nhà tắm rồi thực hiện hành vi dâm ô nhưng bị chủ nhà phát hiện. Công an huyện Nam Sách đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quang sinh năm 1984 về hành vi dâm ô trẻ em.